Mọi người có nhìn thấy cái tháp đồng hồ phía đằng sau lưng Quang không ạ? Cái tháp đồng hồ tiếng Anh nó gọi là tower, tower. Thì cái từ tháp đồng hồ tower này rất là dễ bị nhầm lẫn với cái từ khác là từ towel, là cái khăn tắm. Hôm nay Quang sẽ qua video này, Quang sẽ hướng dẫn mọi người cách phát âm cái từ tower và towel một cách chính xác. Thì hai cái từ này có âm đầu và trọng âm giống nhau. Âm chào cho cái âm cuối. Là cái âm không nhấn trọng âm thì nó lại khác nhau. Mình đọc là cái tháp đọc là tower, tower, âm unstressed làm âm tower, tower, tower. Còn cái khăn tắm là towel, towel, towel. Vậy thì khác nhau một cái là mà khi mình làm cái từ towel, towel là cái khăn tắm ấy, thì lưỡi mình đẩy trên towel, towel. Và khi mình làm tower, bảy miệng ra cái âm mình làm trong miệng tower, tower và tower. Thì ở trong tiếng Anh có rất là nhiều cái từ, các cái cặp từ tương tự mà cũng dễ gây nhầm lẫn. Ví dụ như là từ cancer là bệnh ung thư, cancer, cancer, và từ cancel là hoãn lại, cancel, cancer, ung thư, cancel là hoãn lại. Hoặc là có một cái từ là leader, có lẽ ít người Việt Nam biết những cái từ này, mình thấy tương đối phổ biến ở Mỹ. Nghĩa leader có nghĩa là xả rác. Ở các cái khu công cộng ấy, thì người ta đôi khi người ta làm những cái biển là do not leader, do not leader, do not leader, leader, leader. Còn cái từ little là bé nhỏ. Ví dụ nha, my little girl, little, bé nhỏ, leader là xả rác. Như vậy thì mọi người lưu ý rằng là trong tiếng Anh thì nó có hai cái kiểu từ là âm cuối là âm âm cuối là âm o. Mình lưu ý khi mình nói tiếng Anh hay là mình nghe tiếng Anh, mình để ý nó một chút thì mình sẽ nói rõ hơn và mình nghe sẽ tốt hơn.